Hello các bạn nha, có một chuyện lớn không? Tụi bé mới sáng nó vô chỗ mình để làm gì các bạn ơi? Chắc mẹ mèo bé mơn. Công chuyện với tao là giờ anh làm giám đốc rồi, anh đâu cần gì nữa đâu. Này bữa làm gì là anh bị say lại cái gì lại cho em nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ông biết mấy em làm gì nữa, ở đây. Các bạn đợi mình có cái màn để mình báo nghĩ ra vui lắm nha các bạn. Chắc chứ chúng bém được. Mình qua mình thấy chúng bém các bạn là nó vô nhà bé Ngân không? Bạn bé Ngân của mình là nó mới quen có 2-3 bữa ấy. Mà giờ nó qua nó giúp bé Ngân. Là mình thấy mình lấy điện thoại của mình quay. Mình đã nghĩ ra một cái ý tưởng đây các bạn. Chờ đợi mình. Xem bạn đây nha. Yeah. Đồ hello anh em. Đồ uống quang vừa gì giấy bay bách ra tìm. Chết. Ông Giác cái máy đi đâu vậy? Chứ mới tối nãy chạy qua nhà vợ tôi ba chân muốn căng dắt máy đâu vậy? Anh đi tìm máy này muốn cà phê mà rú quán cà phê gì mà tìm ra mà. Mày cho bữa nay em cầm máy quay chị. Máy quay gì mày? Điện thoại vậy mà kêu máy quay mày. Quay mày biết tao cầm. Thì lâu lâu đó tao cầm điện thoại tao quay anh em đồ review anh em đồ. Mày quay mẹ ra tao qua thôi. Sao hôm giờ uống nhiều quá mà. Mày... à. Sao? Móc vậy à? Mày vậy chứ. Đúng rồi, mất mày luôn hả Tư? Về đâu mày mất chứ tên nói với mày cho coi. Đồ mất mày. Tao thấy mày bỏ rồi chứ mẹ che rồi. Về mất nó. Nhưng mà giờ vậy này. Nói chung á là con bé Ngân bữa giờ làm ảnh thuật với anh em mình hả? Ngân nào? Ngân nào mới gì? Ngân 98. Ông thương này. Tối giờ ông tự xử gì nữa hay thầy? Mày im chạy. Bé Ngân về. Về đâu lại gốm nhắm bây giờ. Bé Ngân 98 là nãy em gái anh. Nó mới thêm một cái món mới là nó mời anh em mình vô review. Là em hiểu không cho bàn quan đúng không? Ừ. Cái mẹ này, cái mẹ nó luôn. Làm gì đâu, ồn ào dưới đây. Thì khi mà vô thì anh em mình coi thử bàn được có vô là vô giúp em nó. Bữa giờ nó giúp mình nó, nói chung là nó theo những nhóm anh em mình. Mà sao uống được phơ bạn có gớ tàu vậy bây? Không chưa treo mà gớ đâu. Ông giờ ông ở đây. Đe đi hồi 7 giờ ông giờ mới tới. Sao ông gì bạc béo dữ vậy bây? Mày sao tự nhiên giờ tự nhiên đem bạn dùng lên ông đường tăng rồi. Sẵn là nói chung là có ông Linh đây á là thấy ông Linh nó ông tàu mà thấy ông Linh nó đẹp trai là anh làm mai. Thằng Linh tròn bé Ngân luôn. Quan trọng là giờ quan trọng, thằng Linh là nó cũng quay tay 31 năm nay rồi. Linh con Ngân nó thích trong bém. Cái thằng Trung Bém là cái con nào nó không thích mà mày nói vậy mày. Vậy sao? Cái con bếp nó cũng tán mày. Chụp mẹ mày nó ăn tạp chứ không? Nhưng mà rồi thì thương. Nhưng mà Linh này, em thấy bé Ngân sao? Dễ thương không? Em gái anh đó. Tuyệt vời chứ còn gì nữa mà. Tôi nhìn cái mặt cái màu đen của ông là tôi biết ông là ông thấy gì sáng giờ, ông thấy gì rồi, nói chuyện gì? Không. Coi. Đi vô đó là review mới chứ có ai mối gì đâu. Còn nhưng mà thấy người lên là có mối gì anh không? Có, món này món đẹp sáng đục anh em vô y chi nhưng mà có heo rừng được không? Sao ông lại này chập hơn cái chục phút năm luôn vậy? Ê, mày vô mày à. Lên mày vô mày lấy nước lấy non rồi chứ. Mày bạn mày muốn tân gái mà sao? Mà tự nhiên chúng bím. Ê, rìu. Mày nhớ bữa nó là tao làm tao với mày đụng mày kích mày nhau không? Mày nhớ không? Này, giờ không có nó mặt chó nó sáng giờ ông gọi được không? Không mày gọi nó tiếng hả mày? Nó có mấy đâu? Có đâu có? Tôi gọi không được đây mà tôi tao điện nó nói trung em ở đâu rồi? Nó kêu vậy giờ em đi chả cha rồi. Nó chả cha nó tách mấy cái rồi. Bây giờ là mình mượn dao giết người không? Mượn dao sao? Là mình mấy thằng Linh bữa giờ. Tôi điện. Từ anh Quốc. Thằng Linh bữa giờ đang kêu. Điều điện nói điều. Để nói đợi cho em nói mà sao cái miệng cứ nói luôn vậy? Mấy mày nó thương một ngần đỡ cho nó không có mối tình nào đâu. Hay là giờ mình gài thằng mập để quấn tụi bé không? Tự nhiên mà. Tự nhiên cái con ngần đỡ ông Trung nó tán trước. Mình vô nhà bé Ngân, dẫn Linh vô, rồi bắt đầu điên đi đâu đó. Thằng Trung hầu giờ nó cứ chưa yêu ai đỡ cho nó yêu tán. Yêu mối tình yêu cái thằng con đó. Con nào nó cũng yêu hết, con nào nó cũng yêu. Tán được con nào nó tán. Ê ông Quốc, mẹ con gái ông cũng có con gái á. Vậy đâu giờ điện nói điều mày điện nói tiếng điều. Hầu giờ ông thấy ông thương ông cũng thích con nàng kia mà làm gì tới lượt ông có thằng Trung Bê nó bỡ hết mẹ đâu. Mẹ đúng rồi, mẹ nghĩ lại thích con nữ rồi của tao rồi nó cũng bỡ luôn. Ừ. Mẹ đó. Vậy mà vậy vợ con Ngân ở đâu?
Vậy đâu vợ mày đâu? Bây giờ ông mượn quên mẹ nó không? Mày cục đe trời. Như kéo đầu mà mày điên sao mày? Nói giận cũng điên à. Tôi nói ông mượn quên. Ai là ai cái nào cũng cũng. Ê mẹ. Ông mượn quên mày. Ông tục mày cho ông ra sao cũng khí luôn vậy ông? Mấy ông điên mà. Sáng nay em bị nhập me. Đợi đợi. Mày đang nói ở đâu? Đi đâu mà nói mẹ nó chở xe vậy? Ở đâu vậy? Nó nói nó đi chở trà rồi. Thì đưa nó nói. Có thằng vừa từ sáng từ 5 rưỡi tới giờ. Năm rưỡi. Thiệt luôn. Nó chở trà. Mày đi chở trà ở Nhân Hòa. Gì vậy mày? Cứ quay vô sát mày vậy? Rau rau, tao giải tao. Có cái chuyện này tao để nói mày. Ở Quy Nhơn, từ sáng giờ chưa về. Từ cái chỗ quá. Cái gương tụt đủ mẹ. Gãy gương mấy cái đó không? Tỉnh gương nhanh. Mày gương không đậu đó lại mày. Mày giấy tỉnh nhanh. Không biết mẹ nó không Vương. Bà gác này sao tao sáng gương lấy mấy tột luôn vậy? Cái miệng nào chịu nấu vậy? Vương nói nghe lại đi Vương. Cái gì? Lâu nay chưa nói chuông anh. À. Bây giờ mình chọn lên mẹ. Chọn lên nhưng mà nghe đây mình chọn trúng biển nhưng mà mấy thằng lên ói. Lên vô gần, lên vô gần. Lại chua mình không. Đồng mèn cho mẹ mới đi vô chè. Lên lên vô đây. Vô em. Cả rau mày yên tâm. Bây giờ nhà này nó to nó nhỏ vậy. Vô giờ vô. Từ đó em nó ngầu quá. Mày yên tâm tay tay rồi. Đừng nói. Ê, mà lỡ. Im 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 anh nói cho. Nãy giờ mấy anh em làm gì vậy? Bạn gì vậy? Vừa to nó nhỏ thì tôi sợ dữ vậy. Sáng này. Bây giờ lên dài này. Bây giờ nó bị mẹ. Một thằng nói thâu. Rồi, nói bây giờ dài nè, anh thấy biết không hả? Dài này ta thấy. Dài dài tụi mày nữa tụi mày. Im nữa. Em nói đi. Hai lồi rồi. Rồi, trời. Trời tụi. Đâu đó không nói. Bây giờ dài nè. Bị ngon hả? Là anh thấy được với em. Nhưng mà thằng Trung vẫn ăn thích. Bị ngon đó. Em có thích cái con không? Dạ sao không thích anh. Bây giờ em mày có tiền anh không? Em vô. Mày có tiền không? Mày nhiêu đây tôi đốt luôn. Em đưa tiền cho. Đưa tao. Đưa tao. Mấy cái đứa tiền nhậu luôn. Luôn đó. Bà nhậu em giữ ấy đi. Sao mày nghe này mày biết không? Mà muốn đi tới trái tim phụ nữ là đúng rồi đi qua cái đường bao tử à, à vậy phải có tiền trước đúng rồi cái gì đó em có lại rào 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 vậy được hả nhưng mà đầu thâu đợi em đã tiền em nhớ được 200 mà vậy mày quần ấy nữa trời tiền vậy chứ mà ở công chuyện khác nữa vô công chuyện em mới mới giờ đàn trai mà còn xin cứ đi nhậu mày tiền mày mày về mà tao nói mày anh này không tao mày tao mà đi tại sao hai bay mà tự nhiên lấy tiền của nó mà hai mày chia ra hai mày bím vừa vừa đổ mấy đứa đợi chút nữa rồi vô đủ thế bao nhiêu tao đưa lại tao dẫn nó đi nói này chút nữa mày phải làm sao mà miễn sao anh quốc anh dẫn mày đúng rồi là được rồi tiền trung bím á là mày phải hơn nó đúng rồi tôi mày mẹ vậy đúng rồi tôi mày tay hơn nó luôn hả bím bím tôi là sao tiền bạc mày phải hơn nữa nó bẻm đến thuốc nó tán nhiều con đâu cũng biết nửa con nào nó mày phải dính được con ấy là sao nói chọn tướng nó mày là sao em mày nhắc tôi tùy ụ mà thấy không cũng thấy không đổ được rồi chạy 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 tướng nhường rìu luôn á không có mình chúng mình anh em á là mình cho bây giờ em không đâu bù lông lông là nhiều hơn nó cái sao lông lông muốn nó cho cái gì nhiều ý là giờ ý là mày biết nói thì sao mày đứng im nãy giờ vậy mình không có nói nhiều quá đâu bèn cái đầu ép im không buồn đâu mình nói nhiều rồi mà nói dữ quá bây giờ này tao nói mày vô là mày không nói gì hả mày tán gái mày chỉ việc bỏ tiền tao đúng không quá mày theo tao tao là em có nghe tao mày mày theo mày cái mày tôi nói đủ quá mày được không ngang tôi vô là bây giờ này đúng không bây giờ này mày chỉ vô là thằng Trung Bém mày vô mày nó tán là mày bò tại quán là quấn luôn hay quấn luôn con gái nó thích là mạnh mẽ thấy khi hai đậm vật nó giao phối không đúng là hai cũng được sao đúng rồi đúng rồi chứ chưa nghĩ anh em để mày không có quát nó đúng thấy con động vật á không giờ ông coi ông coi thế giới động vật chưa trời ơi tự nhiên mày đường lên vô dứt trong vô hai anh khi lộn mày khi mà nó tới thờ thụ tinh nhân tạo là hai con ủa điên điên bất chợt đây là anh em mình teo anh em mình dài mình đấu ký lẫn nhau đâu đấu gặp mình đấu ký lẫn nhau đâu đừng quấy lộn không biết mấy ông vô là ship sao đã tôi vô tôi úi luôn rồi mày cái xuống xuống tiền rồi mày em xuống tiền em chỉ mình em đừng mình dùng dùng mình chủ lực mà em dùng mình đầu ép đâu em biết không mày nghĩ đi mẹ đây ông ấy này quá nhiều tiền 1 triệu chúc mừng anh em chưa cái quán gì mà cứ đâu ghép gà mày hấp gà mày quẹo à xin đâu không xong em đã xong chưa? Cái gì? Cái này. Đồ lá của con. Đây.
đó. Ờ, sao nó vô nhạc này đúng bảo vậy. Lại đây, lại đây. Mẹ mẹ nó vô nó kêu đi chè. Đi hồng lên về sáng à. Bây giờ mình coi nha. Đưa bảo mẹ mẹ nó nhẹ với em mà. Gái người đây chứ nó làm gì ông nội quậy đó lại sao. Bé con ngon chưa? Ngon 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 ngon. Đó, mình sẽ ngon 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 mấy anh. Biết tìm biết ghen kìa. Thì dũng hai vợ chồng dũng mày. Dở gì mà thoát với mình. Ngon, chúng em mới vô đây từ hồi nào em? Em chưa ra đâu. Ừ, mày đã vô từ hồi nào chưa? Anh hỏi ảnh đi, tự nhiên hỏi ảnh. Ôi tội con em, tôi thấy con em tôi mừng mừng. Cái chồng nó bán chè sữa. Trời giấy. Đi chỗ cha. Em đi chỗ cha. Chỗ cha. Mấy gì cho mấy móc gì hết á. Bây giờ mày này còn sợ kêu con biết. Con biết mày thương con nào. Con nào mà chúng ta. Chúng ta là chạy sớm mày. Mày còn dứa à. Ui nó lên. Cậu éo đi. Mới mày dứa. Em không biết. Không biết mấy ngày tôi rỡi bữa giờ. Tôi vô đây. Đừng tôi sáng giờ tôi anh muốn tình anh em tương tàn ở đây không? Tôi vui nữa bà anh em không đây. Chưa. À, bị nó đẩy cái dấu ra chưa? Anh em tôi biết bao giờ. Đi anh em dưng quá đi. Mừng nghe rồi em thấy. Sáng qua phụ bé, đúng không? Mà mẹ, chú mày không có nhà, không cán kè không? Chú mày không kè. Mày chưa đi chè đi Quy Nhơn công việc gì? Rồi mày không làm như thế mà qua phụ bé mày làm cái đẹp không? Mày qua cũng như con nhỏ em nó mặc đồ mướt rượt vậy đó chứ. Thì ông cho ông nhìn dễ quá. Ông nhìn như vậy. Chúng ba mẹ người ta đang chứng dụng gì với mày. Thì lâu nay bữa nay đi tán gái cầm bánh tán tàn thở người ta. Không phải. Thường thường người ta có câu tiền ít là hít hít gì mà. Bánh tán rồi mới vui ta mày. Thì thấy em nó ô về giúp mày. Mày quay thẳng vô bản mặt rồi nè. Bản mặt khác nè. Nó nói nó anh em được biết nào không? Đi mày đây. Trà sữa nó liền mà đúng không? Vậy á. Anh trao với em, anh thấy anh chị quá, anh chị với mẹ quá. Anh đi ngang đèn sáng giờ. Mà sao không? Mà dạ còn đi sao em không điện anh mà em tôi nhà nó. Em đi. Mẹ sao nỉ? Ông Phương còn thấy rồi, ông nói anh em không? Ông muốn dẫn anh em rồi, tại làm giày của em biết rồi, chứ tự nhiên mày nói dẫn tao. Đúng rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Mẹ nói anh em muốn biết cái bộ mặt của mày. Im chưa? Ủa quá. Mày không biết cái bộ mặt của mày. Sao vậy con? Ủa, bạn? Bạn kêu kìa, thì em vô nhà anh em vô đèn. Vô chơi. Mày hỏi mày anh em điện mày nói mày đi chơi trà với Quy Nhơn mà chờ vô. Ngồi đại cho người ta. Không mà em thiết người á là nói chứ giờ ở ba Trung nó cũng đâu có vợ đâu thì nó cũng có quyền làm những cái điều mà nó muốn nha. Cái tâm mình làm việc từ tâm hiểu không? Nhưng mà ấy là ông thương nhiều con như tim hơi bị nhiều ngang á. Dạ tôi nghĩ là ông đi trong thời gian lựa chọn chưa có xác định con này đúng đâu, đúng rồi chính xác. Nhưng mà ông ấy thiệt tình với anh em. Giờ tao nói mày mà phải thôi hiện lên đụng mày chứ mày nào mà mày đi đi rảo được mày thấy không mày thấy con bém không con mày người te vô từ sớm như bà coi tôi nè đúng rồi em mình em ngân ở mình quán mình có gì vô em đem hết nha đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi uống sạch 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 luôn đấy lấy cho con ken đúng bạn uống ken bạc uống ken bạc đúng không em biết rồi chứ không có gì mà uống ken bạc này thơ không nói với mày này chung nói gì nó mà nó kiệt tình với em mà đi chơi chè đó nghĩ sao tôi dài cái bánh đánh đi nó tiện cho con đối đang ngon hay mà anh mình ăn tôi đổ vàng ra mình miếng tét thì tôi tặng luôn chứ đừng có nói miếng bánh tét này tôi nhớ tôi anh biết tôi làm cái tổ vậy thằng Linh nó không có thiếu gì đó đó chứ tiền bạc nó không thiếu. Tụi nó còn ở bây giờ tụi giờ anh em đi với mấy bạn mà tụi giờ khát nước chắc ngừng lo bỏ hút ha. Bạn kêu tem cho anh lo bỏ hút rồi. Tao lấy anh kêu mấy thằng kia nữa. Bỏ hút đây. Nè, tao với nó đang tình cảm tụi bay vô nữa. Tụi bay tình cảm gì? Bé là cái chết nhặt ông đâu mà ông vô đây ông đứng đây ông bán tao hết không tao cũng biết được rồi công ty. Ông không xe là bọn cho lấy là bọn nó ngồi mò xuống cái cuộc. Giờ tụi người ông đứng dậy đây cho thằng Linh qua nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Nói gì vậy? Em nói sao tụi đều đều. Mẹ không mà tôi thiết người ông. Tuyện ông tán con bé ông tán nữ. Giờ này con bé Ngân nó vô ông cũng theo. Mẹ là bọn á. Cũng thương anh áo xanh.
đồ của mẹ hiệp sĩ áo đen. Anh đắc, anh két, anh gà rét xung quanh là không có được. Ê chị, thôi chị thấy nè, anh thì anh cái nào cúng là cúng. Đúng. Để tao làm gì, anh mời tao vô tao ngồi tao nha. Dạ, nói gì, tao muốn vậy kìa. Nói gì đâu. Em nói đó là đúng á, anh em này đều đúng. Đúng. Mày thơ gì mà lên đi. Tiền quốc lên này mày nói đi hả? Đó mà đeo bông, đeo bông. Nó nguyên con quang bếp nè. Con Quỳnh nè. À, con gì đó? Quỳnh là của anh. Chúng em mình đi nhậu. Tao vào đốt nhiều rượu mỗi đường sáng. Em làm được không? Sao thì đúng rồi, nó vô đây nó kêu muốn em mà. Ông muốn tập bao. Thì chung nó chưa có bồ nó tác cái lại gì ông nói luôn mày cha để thay thế này đơn tận đây. Đâu thử đây. Đâu lên đâu mà. Cá tôi đây thử đây ông bè dữ quá. Anh em này tìm thấy chưa mà đâu. Anh em này vô có nhiều ngon mà nó kêu anh em bị giờ. Giờ cho anh em. Nói chung với Linh, hai đứa cũng được. Giờ Linh nó kêu ngón nhiều hơn. Cậu mày nói sáng kiếm chai đồ không được. Ai cãi lộn cậu mày đó. Liên quan tại tao đâu. Đúng không? Liên quan tại tao là cậu lóc tụi tao uống lộn. Đúng không? Cậu mày ảo. Bây giờ dài này. Tôi nói dài. Bây giờ Linh kêu món gì? Đầu tiên tôi này. Có việc tìm vuốt bắt à. Có. Tụi em là có bắt thịt tai nữa. Thịt tai nữa. Kêu gì vậy ở? Kêu đồ ở? Em kiên được cho giờ. Cái mẹ đi tìm này thấy không? Con này vô ngoài. Thì mình nói với các bạn đây là thanh niên mà đi tán gái tặng ràng bánh tráng nha. Đồ mà tiền ít mà ít hàng ngon nghe. Tao tặng ràng bánh tráng là cho mẹ, mẹ bé ăn. Mẹ bé. Không, không, đi mà sao mày. Mẹ mày không thấy sao mày thấy chuyện mày đó. Mày thương con người ta, con nào mà anh thương á. Vậy em thương tấm lòng. Vậy con biết sao. Vậy, ông nói vậy. Mà thương tấm lòng. Đây, rồi tấm lòng, ông đợi tôi lấy cái tình nhóm á, tình nhóm. Tình nhóm là tôi đặt cho mấy anh em nè. Đây 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 đây. Ờ trời ơi mấy anh em con ngon nó trắng trẻo mà mướt quá, chắc ngọt nước lắm. Được đó, đó. Mai Xuân Phương, Mai Xuân Phương. Sao? Anh. Đâu đâu đâu, đưa tao điện miếng tiếp. Đừng chết. Mày con nào cũng thương. Ờ mấy ngon trắng trẻo ngọt nước lắm, sao em? Vậy nào, nửa đi chứ biết. Đi. Dạ bạn nói em sao? Đấy. Anh mày chứ em thôi các anh chứ muốn lầm chứ lầm mà. Cái mày mày chưa lầm thế. Mày sao vậy? Cái từ cái mẹ này, tôi không được cái giấy này, nó ướt người hết không mặt này. Nó khép rồi, kìa, khép rồi. Trời ơi, giờ tôi không được gì hết. Sao bộ? Mày đủ, khép rồi. Mày chẳng cứ phê à, anh hiểm mang tan ghê. Phê là chào cũng mà. Đâu, khép rồi. Để sao lại? Đồ mẹ tao mua ba cao su 4 năm nay rồi chưa xài. Cái mẹ này mẹ mày không ba cao su. Ba cao su mà mua 4 năm chắc hết hàng rồi. À hàng sử dụng đó. Bà gấp cá đâu. Mẹ năm bữa tao đi resort tao muốn kiếm chút tụi bay cũng đủ mẹ tụi bay. Ai biết mày uống say. Tao lấy đẻ tao đập vô đầu tao. Đừng đừng đừng. Trời ơi. Tụi bay vợ con hết rồi, mày đỡ tao kiếm chút chứ.
mà kiếm xe quá sao, đem sao em làm kiếm? Nữa sao sao mà, sao sao mé mày nói mà cứ dội mà sao em không mé ông có biết ông cứ giờ không trời ơi vậy thôi ông không hiểu mé tôi vậy mà sao em ông nói thiệt luôn mà mày mới vậy em bánh tráng làm tiền em hốt quá em dạy bụi tre đồ mày được ai được chứ vậy tính nghe mày đâu có yêu con mẹ gì đâu mà hốt cho mày mày nhất làm không bà sót có đòi lụm nấu không cho nó đòi nó là cứ nè quả cái giờ nó cho tôi lụm tôi mới cứ vô giờ tao nói mày nè tao đây tao đi nghe anh từ bây giờ mày tán gái ăn mà vô ba cái xu ra nói tối nay lụm không rồi mình nói cho mày lụm mà cứ mày cả mặt được không tao xu ra vợ nghe tôi lụm nó rồi chứ mấy mày mất vậy tôi Không, cái đồ của mày, tôi, lỡ, tiêu nó đuôi nó, mày đã giật ở đó tao cắn mày.